Hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai kế hoạch vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 trên toàn địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tất cả các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức thực hiện công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 và kết thúc sau 4 tuần thực hiện liên tục. Chi cục dự kiến sẽ cấp phát khoảng gần 5.000 lít hóa chất sát trùng và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đề ra. Đối với các cơ sở chăn nuôi gia đình, nơi buôn bán gia cầm sống ở nông thôn, quay xa buôn bán sản phẩm gia súc gia cầm ở các chợ, nơi công cộng, nơi trung chuyển gia súc gia cầm, trừ nơi trung chuyển gia súc gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các công ty nuôi gia công, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chi cục chăn nuôi và thú y căn cứ kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, cung cấp thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của các địa phương. Đối với các trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm, các cơ sở chăn nuôi và nơi trung chuyển gia súc gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các công ty nuôi gia công, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài do chủ cơ sở tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan thú y.